Dạ, Thủy xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn ạ. Sáng hôm nay Thủy với cô Mùi sẽ làm món giò sống. Thì giò sống thì cũng có là thịt xay, nêm gia vị thì Thủy để vô đây là muối và đường, tí xíu bột ngọt, tiêu, dầu ăn, bột nổi. Thủy đã xay và cho nó đều hết rồi. Giờ Thủy sẽ cắt cái dải mũ này nè, mình cắt mình đè ẹp lại như cái đòn bánh tét cho nó đều ra hết á, rồi mình mới để vô ngăn đá khoảng chừng 5-10 phút. Mình lấy ra mình sẽ đánh hột vịt á, mình gói giò sống nha. Chào cả nhà. Mình mua cái bọc ngũ lớn á, khoảng chừng 5 kg, mà không có, mình có cái bọc muỗng lớn đó, mình dễ hơn, mình khỏi cắt cái này, mình để vô cái bọc muỗng mình ép nó dễ hơn. Rồi cắt cô Mùi bào cái củ cà rốt con. Cô Mùi thì làm giò sống thì chỉ có mua là một củ cà rốt và 100 g đậu que và 5 tấn vịt và 3 chiếc lạc xưởng. Lạc xưởng thì hơi thì sẽ luộc cho chín rồi mới sắt sắt cho có cọng dài dài á. Cà gót cũng vậy. Rồi đậu que thì sẽ tước những cái cọng mà nó hơi dài dài, tước cái bỏ. Dạ, cô Mùi sắc sợi ra luôn anh Mùi. Dạ. Téo mỏng mỏng vậy rồi sắc lại. Không, cô Mùi xả vậy nè. Xả vậy rồi. Xả nè, cô Mùi xả vậy đi. Thôi mình sắc cộng lại. Xả bản vậy hả? Dạ. Giờ Thủy sẽ múc cái giò sống vô cái túi như vậy này, Thủy mới cán ra. Rồi mình để vô ngăn đá thì mình cho nó mau lạnh, mà mình đừng để cho nó đông đá nha, mình cho nó lạnh lại hơi để mình chiên hột vịt mình gói giò sống á, nó mới có đủ dính nhiều. Rồi mình đè ẹp vậy nè. Cái giò sống mình làm cho nó thật mỏng nha, đừng có dày quá, tại vì mình làm một lớp giò sống, một lớp hột vịt, rồi một lớp giò sống và một lớp giò hột vịt, rồi cuối cùng á là một lớp giò sống nữa, mới để là lạc xưởng và cà rốt với cà rốt, lạc xưởng với đậu que. Khi mình sắc lên nó có cái màu á, mình đừng có làm dày quá, làm dày quá mình gói như đòn bánh tét vậy nó bự lắm. Mình
chà cho nó đều hết, đừng có lủng lỗ ở chỗ nào hết nha. Rồi, như vậy là mình sẽ để vô ngăn đá tủ lạnh. Rồi, giờ chị Thắm đập hột vịt nha. Em để tí xíu đường. Chào cả nhà. Và để một tí xíu muối. Lấy cầm trắng luôn hả? Lấy luôn. Chết rồi. Lấy hết luôn hả? Ờ lấy hết luôn, lấy hết luôn. Làm hết hồn. Mình quậy cho nó tan ra đều hết rồi mình chiên như chiên bánh xèo vậy hả? Biết sẽ biết chiên bánh xèo không? Chào cả nhà. Không. Biết chiên bánh xèo không xèo chứ. Bánh xèo à, ăn rồi biết chiên. Còn này hồng sắc ra làm sao? À thôi mình để vô cái giò sống y như cái đồng bánh tét vậy đó. Mình để chính giữa nhưng á nguyên cặm đi luôn hả? À, cái lạp xưởng hồi nãy chị Thắm chiên rồi mình hơi mình sắc ra luôn chị Thắm ơi. Sắc dễ ha. Ừ, lấy cái tấm thớt rồi sắc ra cộng dài 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 á biết không? Cái mình sắc cộng cộng lại như là như cà rốt vậy đó. Sắc sợi. Thấy thắm sắc tưởng đâu sắc cái tô lại. Nè. Cái chiên. Cái chiên hạt hột vịt này đó là mình không cần dầu nhiều. Cho nóng chảo lên đây nha. Giá. Để cho nó nóng cái chảo lên nó mới đều. Để lên trên này nè. Rồi. Rồi rồi như ít ít thôi chị. Rồi tán tán lại. Cái chỗ lỗ lủng đó. Nó mỏng như vậy đó. Cái gì đó. Có ụp lại luôn không hay là để dài ra bự ra thế? Thôi vậy được rồi, rồi chị. Như cái bánh xèo rồi ha. Giờ Thủy sẽ cắt cái này lại hơi mình gói giò sống. Xong chưa chị Thắm? Chia ra hai đòn. Mấy miếng à? Cũng còn nhiều quá ha. Thấy tưởng xào không đủ.
sống cũng lạnh rồi, nên mình sẽ để ụp lại nha. Cầm em khoan. Ở dưới nha. Trên ngay giữa. Ê. Ê. Lấy miếng nhỏ đều nhau á, cái dải mũ có hai miếng. Ủa, này lấy mấy miếng vậy, một miếng. Đó là làm hai miếng bự rồi bên kia. Giờ thầy sẽ để hộp dịch lên. Ủa Hà chưa lấy giò sống cho thầy hả? Mình đè cho nó bám vô cái miếng thịt đó. Chưa. Rồi miếng nhỏ nữa hả? Miếng nhỏ nữa. Chưa. Ha, đủ rồi. Đủ rồi. Rồi, xong. Giờ thầy sẽ để một cọng. Đâu rồi, lạc xưởng đâu rồi? Đưa lạc xưởng. Quấn lại hả? Ừ, quấn vậy động tét vậy đó. Lăn cho nó đều cái hả? Cốp cái đầu lại, đầu nào cốp một cái đi. Chanh cho nó giữa. Rồi, chưa. Quấn lại. Để chưa khỏe, cái thịt có vô chưa? Để cho nó sát vô, nó mở cái. Không, ý là để nó ăn. Chị buông đi.
nó còn dư quá, còn dư xích cái này vô. À. Từ từ nha, cái này nó dễ gấp lắm. Giống đầu, giống đầu nữa. Nhắn nhắn kia kia. Nhắn là nhắn. Xay 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 qua. Dịnh dịnh cái đòn bánh này, dịnh đòn bánh này mình xay xay qua nè. Đã đầu lại. Xác ở đây nha. Ừ. Rồi, mình sẽ quấn dây lại. Một ngang. Chiếc lên. Rồi, cột cái. Không, để quấn luôn á. Quấn cho nó dẻ cái đồng bánh lại. Dài xuống luôn hả? Ừ. Mày quấn chặt mạnh tay quấn ra. Làm. Ừ đúng rồi. Chỉnh một dịnh khúc nữa. Ừ. Ừ. Vừa thôi đừng có bầu cho nên thế này. Ừ. Cắt khúc đi hả? Mình quấn về cho nó cái đoạn giò sống của mình á, nó dẻ lại. Miếng còn dây á chị quấn ngược lại luôn. Rồi mình đem bắt nước mình hấp. Thiếu rồi. Quấn cột đi. Lòn không có ông cột đi, cột có thể cột nói. Dịnh dịnh đó lại đi. Rồi. Cho hạ cột đi. Có bao nhiêu thôi. Cột đi hả, cắt cột. Ủa cắt đi hả cột. Hà cắt luôn, cột luôn hả. Tại đây bao tay khó cột lắm. Để cái con tay vô. Ừ để con tay cột luôn, dính luôn đi. Rồi đi hấp luôn. Ừ. Ừ lăn vậy. Đây là một đòn giò sống. Cứ nhắc luôn hả. Dẻ. Ừ. Thấm mạnh vậy. Rồi sẽ làm một đòn nữa. À, chị Thắm cũng có bắt cái nước lên mình để vô cái Thắm à, trong nồi mình để một cái rồi, một chiếc giò sống rồi. Wow. Vừa đủ luôn ha. Luôn. Hay quá. Nãy giờ hồi thủy hấp là 1 giờ mà giờ 3 mấy 4 giờ rồi, đã chín rồi. Hồi nãy giờ chị Thắm với cô Mười, Hà
đợi lâu quá đi về, rồi khi hấp chín rồi thì điện cua mùi hà thấm tới vô, giờ mình sẽ vớt ra để cho nguội rồi mình hơi gấp ra, nó chín rồi. Ừ, giờ cắt ra cái giò sống ra hả? Giờ là thành giò chín rồi. Giò chín, giò sống của ai hả? Hả? Thấm cua mùi á. Chị thấm đâu? Giờ đang chuẩn bị về. Thơm quá ha. Con chậm mà nó bốc cái hơi lên thơm á. Lên giờ khỏi ăn hay gì? No rồi. Nó giờ no. No rồi. Giờ khỏi ăn nha. Để mời Mùi với Hà ăn dùm ra. Nóng không à? Nóng. Gốc nó lâu sẽ dày hả? Ủa nó ổ cái gì mà nặng nặng? Giờ mình sẽ lấy cái kiếm cái mối á, mình tháo ra. Dây bạc khi nóng nó cứng lại ha. Ờ nó thơm mùi lạp xưởng á. Thơm quá đi. Tháo ra mà cái con gốc nó lấy cái sợi dây nó lôi luôn à. Cộng dây nó nóng ra nó ra tôm ra nó thơm cộng dây á. Ừ. Ôi, chưa. Sắp sửa hai lớp. Nóng quá. Nóng đôi tay hả? Nóng quá, nóng. Là khó cưỡng quá, giờ không nóng cũng phải gỡ nữa. Ôi, thơm quá. Ôi. Này để nguội ngon lắm ta. Wow, như đồ bánh tét luôn nè. Wow, ngon quá đi cả nhà ơi. Mẹ, nay có mẹ đi cắt đúng lá trên vườn gì. Ôi, ôi nè, nó đây nó dẻ nè. Mẹ nay có hai bà xui nè. Đè cái nó dẻ như vậy. Ngon. Thơm quá trời ơi, thơm luôn á Thắm. Cái này là cái gì? Giò sống mẹ. Giờ mình lấy con dao cứ thịt á là hả? Cái này là khúc đầu nên nó không biết là có cái khúc lạc xưởng trong đây không biết. Cái chạy đây nó khúc nãy nó làm cái dầu. Hả? Chưa tới lạc xưởng hàng ơi. Chưa. Ở không khoanh nữa. Không khoanh nữa. Ở nó dẻo nè. Sao không để lên tấm thớt cái dễ sắc hả? Ừ, lấy tấm thớt bỏ dễ sắc á. Đúng. Và đậu que. Cái cà rốt. À. Cà đỏ. Nó dẻ ngon quá. Cái này nguội nó dẻ. Ờ này nguội nó dẻ mẹ. Còn nóng quá. Nó đẹp ha. Ồ. Cái này là trứng vịt nè. Ừ. Thôi em đi mời. À, nãy mỏng quá. Mình sắc dày dày đi. Đẹp vậy vậy chắc vậy quá. Thôi ăn với dưa món nè, với củ kiệu. Các con mình nó khéo quá hả xung. Ừ. Mình già lủng củng mình xuống đây. Con mèo nó mau. Mau đi, nó kêu mau đi. Để củ kiệu với dưa món. Còn dưa giá thì mình mới làm mà chưa ăn được đâu. Kẹo mèo ăn. Ăn dễ ăn.
À, hấp và mấy tiếng đồng hồ luôn chị Thấm. Mà em hấp cái mùi thơm nó bay lên dở hoài luôn. Rồi chị lấy ra đũa chị gấp củ kiệu với ấy chị. Rồi mình để cho nó nguội bớt rồi mình thả chẻ nữa rồi mình thả sắc ra nữa. Giờ gấp củ kiệu nó dẻ lắm á. Ừ. Giờ gấp củ kiệu ra đây luôn ha. Ờ gấp củ kiệu giữa. Lấy cái dĩa nhỏ đi chắc. Dĩa nhỏ. Ừ. Cả nhà ơi. À, củ kiệu em cũng để hai bịch nước á chị Thấm. Ừ, nó dằn xuống. Nó dằn củ kiệu xuống nó nằm ở dưới nè. Cắt cái nào này hay cái này? Cái dưa. Dưa món. Đây dưa món hôm qua làm ngày hôm qua ngày nay ăn được rồi. Giòn ha. Cho em một miếng này Thấm. Cho miếng dưa cà bơ cái nào? Bông cải ra thử rồi. Giòn không? Ngon ghê luôn đó chị. Giòn gụm mà. Tự tựa bánh tét ha hả? Ui ơi. Dạ con tên Ngọng chào ông bà. Con đi xin chào ông bà. Con tên Hùng chào ông bà. Con bảo chào ông bà. Trời ơi. Rồi con cũng mời ông bà, cô chú, anh chị và các bạn ăn giò sống tụi con gói nha. Bữa nay thì con mời mẹ, bà ngoại với bà nội Vi Bảo nè. Rồi cô Mười, chị Thấm, Hà. Mấy nhỏ cùng ăn cho vui. Bảo con dạ. Gì, sao nó tên giò sống vậy chứ không? Mẹ trống mà sao tên giò sống vậy? Kêu giò tím đi. Ăn nào đâu? Đứa nào ăn đâu gì thấm hấp nè. Gùng quá. Nó làm gì giống cho mời mẹ con. Cái này nó dẻo quá nè. Cắt giờ nó muốn nó nứt luôn á. Đi ăn đi. Mời ông bà con với con. Bà Bảo đâu rồi Bảo? Bảo đấy giò sống với mình nha. Cái lạ lạ. Bên đây con. Cái nhà cho bên đây cái cổng đi. Nó nấu chín rồi. À, ông Bảo với thằng Nam thì ăn rồi nên ăn cơm rồi nên no. Ngon không? Dạ mời cả nhà cùng ăn nha. Ngon quá. Cái này ai làm nè? Để mời cả nhà cùng ăn với mình. Ngon không? Ngon. Ngon quá thì ngon. Mẹ biết không, trong này là có lạc xưởng nè. Cà rốt và đậu que. Thì hột vịt. Đủ loại đây nè. Ừ. Cái sọc sọc vàng vàng là hột vịt á. Ngon quá chị ơi. Ngon rồi. Thử ngay đi tiểu coi, thấy đẹp á. Thử vô làm đi. Ngon giòn ngon. Không có làm đẹp chứ nhiều người làm nó dục à. Ừ. Ừ giòn giòn ha. Ngon lắm con lại. Dạ con mời ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn giò sống với con nha.
Thì cái tên vậy thì cũng không biết nữa, thì người ta kêu vậy mình kêu vậy luôn. Đây. Nó rất là thơm luôn. Ngon không? Mình đang với cô Kiệu nè. Củ kẹo mình làm rất là nó chua chua ngọt ngọt và rất là giòn luôn. Ăn với những cái món này nó ăn không có ngán. Gấp hay con nữa không? Mấy đứa nhỏ cũng ăn được cái dưa món nữa. Cái dưa món á mình ngâm với nước tương với nước mắm á, nó ăn nó lạ miệng lắm, ngon. Thơm ha. Ừ. Đây là cái như món này hôm qua mới làm hôm qua, nay ăn được rồi. Lát cơm bụng cũng ăn được không? Rất là giòn luôn. Giòn lắm. Hết dĩa rồi cả nhà. Ngon quá. Ăn đã này đi. Dạ. Gấp thêm chút. Đâu rồi, cái keo cái món kìa Thánh. Mình ăn kim chi mình kèm chút ăn nó cũng ngon nha. Không ăn được củ kiệu không Hùng? Không hả? Cây đỏ không? Cây đỏ, nít thì nó cái nồng nồng nó khó ăn. Còn người lớn người ta dễ ăn, người ta ăn vẫn được. Cái này xanh xanh mẹ biết gì không? Này là cái tái đu đủ non nè. Rồi với củ su hào nó tựa tựa giống như nè. Nãy giờ quên nữa. Cái này là cái dưa leo nè. Dưa leo mình làm nè. Nó rất là giòn luôn. Mà nó rất là vừa ăn luôn. Thấm chắc đi thấm. Quên để đây em dễ đi. Có mùi chắc không mùi? Có nè. Hùng ăn được hay ta. Ngay rụm rụm luôn. Quy ăn được không Quy? Được hả? Cái tái đu đủ sạch đó. Hôm qua nghĩ Hà, nó còn non nhiều quá mà ăn mà ra nó giòn. No chưa? Hồi nãy giờ mình ăn á mà Hà nuốt cứ biết ực ực ực, thôi mình để cho Hà ăn tí nữa đi. Để mình nuốt. Có không Hà? Thủy nói vậy có không? Xả nước miếng luôn á. Chai. Ơi còn nha, mình sắc thêm nha. Sắc thêm ăn còn, tại vì còn một đòn nữa. Mình sắc cái hết một đòn nãy giờ sắc á. Hà. Sắc hai mẹ với cô Mùi chị Thắm đồ ăn. Đòn kia còn ha. Còn tới đây nè. Để mình ngon quá nhỉ. Đứng hôm qua mượn miếng chả tém lên tém lên không. Để cho nó phạt thì chuyện tí nữa. Thế nữa gấp cũng nhỏ lắm. Nè, gấp cái này thêm hả? Có đó mình ăn không ngán nha. Nước
Giờ không Ngọc? Mẹ ăn cái miếng gì mà nó dọn khú à? Như kiểu à? Như kiểu hả? Ngon quá. Nó chỉ còn ra ăn giòn ha. Cái là ít năm nó không có làm. Ít năm mới rụng hết. Ít năm nó rụng hết. Như giờ ăn bù đi. Cắt lên đi Lâm. Tới rồi. Cái gì tới rồi? Giờ sống với rồi. Mình ăn hết dĩa này nữa là dĩa thứ ba. Rất là ngon luôn. Còn này gì vậy? Ớt hay gì? Không phải mẹ. Củ cà rốt á. Củ cà rốt. Giờ ngon ghê. Trà lấn chua gái vậy. Cái này mình gói có lạc xưởng á hả? Cái nó thấm vô cái lạc xưởng nó thấm vô cái giò sống á, nó thơm. Có rất mỡ luôn. Trời. Ghê quá. Nó cứ ăn uống luôn bỏ mất phọt luôn nha. Ai tên hai dĩa rồi. Hát họ. Mình dây phọn đĩa. Giòn. Ngon. Ta chua da ốm thì được ha. Chứ mình mà mình mập cái hình hình vuông là chỉ chua ha. Đâu vuông. Nó cũng dài tí để đỉnh nữa chứ đâu vuông dữ vậy. Không mà lo gầu nữa. Vuông. Dạ, em vuông vuông em cũng ăn luôn. Cô Mười đâu có vuông đâu. Cao cũng vuông hả? À, hôm nay con cũng cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn theo dõi video của Thủy làm giò sống. Thì Thủy chân thành xin cảm ơn rất là nhiều luôn. Và video Thủy đến đây đã hết. Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn ạ.